Hello, quý anh chị thân yêu. Anh chị có khỏe không? Rồi, hôm nay trước tiên em giới thiệu Đạt thì em tâm sự với quý anh chị tí xíu ha. Nói chung là mình hơi buồn cái này. Chủ nhà đã lấy lại mặt bằng của em. Và mấy hôm nay em đang đi kiếm mặt bằng các bạn. Kiếm mặt bằng ở Lê Văn Lương. Tức là tầm khoảng tháng 2 và 20 mấy tháng 2 đó là chủ nhà lấy lại mặt bằng. Các bạn hết hợp đồng rồi. Cái mặt bằng này mình thuê cũng lâu lắm mà cũng khoảng tầm 3 năm, 3 4 năm. Chung là cũng có kỷ niệm với mình nhiều lắm. Ở ngoài cửa nó có cái gốc cây bồ đề các bạn, gốc cây bồ đề ở quận 7 này. Hầu như là bây giờ chỉ còn một cái gốc cây bồ đề này thôi. Chung là cây bồ đề nó linh lắm. Ngay trước cửa mình, trước cửa cái lớp nhạc mình, cái trung tâm. Chỗ này nó mát lắm. Ai tới cũng thích hết rồi. Nói chung là quý anh chị mà tới đây mua đàn ai cũng thích hết, ngồi mát mẻ, không có nóng, không có giờ mà ngồi là nóng. Chung tự nhiên cái chủ nhà không ký hợp đồng nữa, nên lại buồn quá. Hơi buồn. Hôm nay em đi kiếm một bằng vòng vòng đây, vòng vòng đường Lê Văn Lương nè. Chung lên thông báo với quý anh chị coi ai ở Sài Gòn, ở ngay quận 7 có mặt bằng giới thiệu em với. Có thông báo cho em rồi. Gần gần Lê Văn Lương rồi. Em định chuyển xuống quận Thủ Đức. Nhưng mà không hiểu sao mình lại hợp quận 7, mình rất thích ở quận 7 hơn. Rồi, tâm sự ngắn vậy thôi nha. Rồi, cái đàn mình đang cầm trên tay là cây gì mà đẹp quá vậy ta? Cây này là cây C7 cọt đô ba mặt vân sam, đó mặt rút đây, mặt vân sam. Mình trước giờ mình ít bán mặt vân sam lắm, đợt này mình về mặt vân sam nè. Mặt vân sam nó nổi tiếng, nó vang tiếng hơn cái mặt gọi là seda. Mặt seda mình vẫn có nha các bạn. Ai cần cứ liên hệ mình thì cái cây mặt vân sam và cái cây seda mặt sẫm á, là nó cũng bằng giá nhau thôi, nó cũng 11 triệu thôi. Đẹp quá mà C7 đẹp thiệt, âm nữa. Cái tiếng nó trong lắm, trong vách luôn. Dây là dây Savare hiện tại mình đang đánh, mình chỉnh lại dây kìa, xuống dây nữa, dây mới xuống hoài. Làm một bài viết tìm mặt bằng nhờ quý anh chị tìm giùm. Trời cây này hay các bạn ơi, mặt trắng lần đầu tiên mình đánh, mình ít bán mặt trắng nha. Nổ người vang. Nắng Sài Gòn này anh thơ mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Âm của nó cực kỳ trong luôn. Của ai gọi ở đây? Trời, đang hát có người gọi mà nghe em nó gọi rủ đá banh cái gì đây nè. Anh nghe chưa em? Anh đang làm, anh đang có việc tí, có việc, có khách tí. Làm gì á? Đá banh hả? Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Nó trong lắm các bạn ơi, cái mặt rút này nè, cái tiếng của nó cực kỳ trong sáng. Bám dưới sáng cực kỳ luôn bạn. Đây mình sẽ hạ xuống cho mọi người xem thử. Mình sát sát, đó nhìn ha. Nha, nó dễ ha. Đã kìa. Nó đẹp mê ly luôn. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Hôn anh vội vã vẽ chân dung, bay vội vã vào trong hồn mơ cương. Sáng quá trời luôn. Em chợt đến chân đi anh vẫn biến, chợt chợt mưa chợt nắng chẳng gì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng hờ buồn vọng lại. Em ở đâu với mùa thu tóc ngắn, giữa đồ anh màu áo lụa Hà Đông. Bài lần tiên mà hát luôn á. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Thấy trong không? Lưng hông là cẩm ấn, quên nãy quên giới thiệu đó. Lưng hông là gỗ cẩm ấn, mặt trước là gỗ vân sam C7. Trời ơi nó đẹp kinh khủng luôn. Mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái cây này nữa nè. Cây này là ông anh ông nhờ mình bán giùm mình nha. Để mình cây này. Cây này là nó mới tờ hồng, hồng như là 99% luôn á. Cây này nè. Hay mình nói 95 đi. Nó dễ, chạy xước sơ sơ thôi. Cây này là cây Martinez MC88C. Tức là có một cái anh khách ha, ảnh nhờ mình bán giùm cây này. Ngày xưa ảnh mua 9,5 triệu, bây giờ ảnh nhờ mình bán 6,5 triệu. Đó, tức là ảnh mua cách đây khoảng 2 tháng mấy, gần 3 tháng. Cây MC88C này cực kỳ ấm, top. Thì ảnh nhờ mình bán giùm, nhà ảnh ở nhà, các bạn biết sao không? Tâm sự vui nè, tức là vợ ảnh không cho. Mỗi lần mà ảnh đánh là vợ ảnh nhằn lùm la lùm la, ảnh nhờ mình bán. Bán giùm bán rồi, bán để cho khỏi chơi nữa, lấy tiền lại đưa cho vợ. Ủa bà bán lỗ luôn á. Lúc anh mua 9,5 triệu đó, cái đây 2 tháng mấy á. Cây này là hầu như là gần như mới luôn. Cẩm ấn luôn, mặt top sida, mặt ấm cực kỳ luôn. Mà nghe là ấm lắm. Martinez mà. Ấm kinh không?
có ti nha các bạn. Ti chỉnh không cần, và cái cây C7 hồi nãy cũng có ti chỉnh không cần nha. Cây này là mình bán giùm ông anh khách. Đó. Giá bây giờ anh bán lại nghĩ sao mà phải 6,5 triệu là anh lỗ kinh khủng luôn, lỗ 3 triệu luôn. Mà mới mua đây, gần như mới luôn các bạn. Gần như mới luôn. Nha. Trời ơi. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Nó hay mà ấm. Các bạn cứ gọi lên MC88C đó. Classic Martinez là mình sẽ biết giá liền. Rồi. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Rồi tới đây thôi được rồi. Rồi cuối cùng mình xin nói lại, mình xin nói vui nhờ quý anh chị, nếu mà quý anh chị mà có ai mà có mặt bằng á, mặt bằng ở quận 7 là giới thiệu cho mình, hoặc là có đi đâu đó mà gặp cái mặt bằng xong giới thiệu cho mình, mình cũng đang kiếm cái bữa nay luôn, kiếm hơi bị đuối á. Nói chung là kiếm thì sẽ có thôi, nhưng mà quan trọng là nó phù hợp, nó phù hợp với mình, design thiết kế gì đó. Mặt bằng này ra đi uống quá. Rồi xin chào tạm biệt mọi người. Số điện thoại của mình là 0936 239 138. Hiện tại vẫn ở 556 Lê Văn Lương, Tân Phong, quận 7. Rồi xin chào tạm biệt.